bây giờ mình làm món thịt ba chỉ rang nước mắm nhá. Trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 300g thịt ba chỉ như này. À, các bạn về mua không bằng các bạn nhờ tao thái sẵn hoặc về nhà các bạn thái thành miếng vừa ăn đấy. Và bây giờ mình ướp với đường. Đây mình dùng khoảng nửa thìa đường thôi. Dầu hào. Dầu hào này là có tác dụng làm cho món ăn nó đẹp hơn ấy. Và thơm hơn. Khoảng một thìa dầu hào. Và một nửa thìa mắm vì trong dầu hào nó đã mặn rồi. Và ngọt và mặn rồi. Bây giờ mình ướp nhé. Các bạn ướp trong khoảng 15 phút rồi mình đi rang cháy cách. Khi mà nấu thì mình có thể cho thêm mắm, nước mắm và đường nếu mà chưa vừa miệng. Thường thường là trước khi tắt bếp mình cho thêm một chút mắm nữa. Rồi bây giờ đợi 15 phút sau mình đi rang trái cạnh nhé. Đây là món thịt ba chỉ rang nước mắm, rất là thơm ngon các bạn, mà bữa cơm gia đình mình lên chế biến. Các bạn cho mình hai thìa mỡ lợn nhé vào cái chảo như này, rồi các bạn cho thịt đã ướp vào rang cháy cạnh lên. Vì là mỡ lợn cho nên nó sẽ hay có một chút bọt ấy, nhiều bạn này không biết lại tưởng là dầu bẩn, đây không phải là dầu, đây là mỡ. Mỡ lợn là thường thường là những cái mình mua thịt lợn về ấy, cái phần mỡ thì mình hay áp ra để mình dạ xào hoặc làm những món ăn mà cần ngậy ấy. Cho nên phần mỡ đấy thường là mình để và cất vào trong một cái hũ và để tủ lạnh thì nó đông lại ấy. Khi mình cho vào chảo nóng thì mình hay quấy quấy để cho nó tan thành đông ấy. Thì các bạn cũng hạn chế ăn mỡ đấy, ăn dầu thì cho nó sẽ giảm lượng cholesterol trong máu và không bị béo phì. Các bạn lưu ý là khi mà đun như này thì các bạn mở vung nhé, để cho cái phần thịt sống nó bốc hơi hết đi và thịt của mình nó sẽ không còn đọng lại nước và sẽ cháy cạnh nhanh, cháy cạnh và đẹp hơn. Khi thịt mà đã cháy cạnh như này rồi và khô này rồi, bây giờ các bạn cho mình một thìa mắm, một thìa đường. Nếu mà các bạn ăn thích ăn ngọt thì cho thêm một thìa đường, không thì chỉ cần cho một thìa mắm thôi vì lúc trước mình đã ướp đường rồi ấy. Đến rồi sau đó các bạn đảo đến khi thịt khô lại thì mình tắt bếp. Bình thường cái món ăn này ấy, mọi người sẽ cho một chút hành lá lên trên ấy. Hoặc nếu các bạn nào không ăn được hành lá thì thôi mình không cho cũng được. Đây là món thịt ba chỉ rang mắm rất là ngon. Bữa cơm gia đình thì mình hay dùng hay nấu ấy. Vì sao trong kênh của mình hay làm món ăn đơn giản? Là vì những món ăn này là gần gũi nhất với gia đình chúng ta. Còn những món ăn mà phức tạp, mà những món ăn vặt, những món bánh tráng thứ thì rất là ít khi là khi ăn. Cho nên thỉnh thoảng mình mới làm thôi. Làm như này thì mình truyền tải lại cách làm bằng video. Còn nếu mà các bạn muốn ăn những món cầu kỳ thì các bạn vào những cái kênh mà người ta dạy nấu ăn ấy. Nhưng mà những cái kênh đấy thì họ hay dạy những món ăn cầu kỳ ở trong nhà hàng ấy. Còn kênh của mình thì mình hướng đến những món ăn dân dã của người dân Việt Nam mình thôi. Bây giờ đã xong rồi đấy các bạn nhìn không? Rất là vàng, rất là ngon. Đây bày ra đĩa là xong thôi. Các bạn thấy không? Đây là thành quả của mình đấy. Món thịt ba chỉ rang nước mắm rất là thơm ngon. Chúc các bạn thành công nhé.